Và thế là giải đấu DPC mùa giải 2023 đã chính thức khởi tranh trên 6 khu vực trên toàn thế giới. Các đội tuyển sau một mùa chuyển nhượng đầy biến động đã bắt đầu tập trung lại để tranh tài và cống hiến những trận đấu Dota 2 cực kỳ gay cấn, cuốn hút đến người hâm mộ. Sau những tuần thi đấu đầu tiên, meta của bản 7.32D cũng đã dần hình thành cùng những hero mới và các chiến thuật lạ. Và trong hôm nay, hãy cùng GC Channel đánh giá về những hero tốt nhất cho từng vị trí trong team để xem đó là những hero nào nhé. Lưu ý, hero cuối trong danh sách này chính là một hero tủ của anh tôi Dandy đang thống trị cả trong PUBG Game cũng như trong các trận đấu Dota 2 chuyên nghiệp. Mở đầu trong danh sách ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhắc tới vị trí Support 5 hay là Hack Support. Đây là vị trí được dành ít tài nguyên nhất trong team. Người chơi thay vì tập trung vào việc farm hay gây nhiều sát thương nhất có thể, sẽ có nhiệm vụ bọc lót các vị trí co khác trong đội. Chú trọng làm thế nào để carry mình farm một cách tốt nhất và hiệu quả nhất, hoặc ưu tiên lên những món đồ support cho cả team, cũng như ward, smoke hoặc là dust. Ở vị trí Support 5, mình đánh giá Dream Protector đang là hero tốt nhất cho vị trí này. Hero này đơn giản đang tỏ ra quá hiệu quả từ giai đoạn early game cho tới late game. Dream Protector sở hữu cho mình khả năng đè lên vượt trội khi sở hữu Passive Nature Guide, giúp di chuyển linh hoạt hơn cũng như tăng khả năng hồi máu cho bản thân. Hero này còn có thể gây ra lượng lớn sát thương với lượng đam tay lớn lên đến 91 đam ở thời điểm đầu game. Ba kỹ năng của hero này là Nature Grabs, Lich Seed và Overgrowth cũng có thể gây ra lượng lớn sát thương phép cho kẻ địch. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới con bài tủ của Jhin trong meta hiện tại là kỹ năng có thể sử dụng toàn bản đồ Living Armor, cho phép ngăn chặn lượng lớn sát thương vật lý từ đối thủ, cung cấp cho đồng minh lượng giáp lên tới 20 giáp cũng như hồi máu theo thời gian. Dream Protector hiện nay không còn chơi theo lối chơi truyền thống là Mark Nature Gaps lên Aghanim Shard cũng như Meteor Hammer để đẩy lane nữa. Thay vào đó, người chơi đang ưu tiên Mark Lich Seed và Living Armor sớm để có thể tối ưu lượng heal cũng như gia tăng độ cơ động. Với lối build kỹ năng mới, Dream Protector trở thành một cái hồ máu di động không khác gì Keeper of the Light khi có thể cover các đồng đội của mình cũng như hồi máu từ xa với lượng giáp cực lớn. Về item choice, Dream Protector ưu tiên lên những món đồ aura hoặc có khả năng hồi máu cho team sớm như là giày mana Arcane Boost, Mekan hay Holy Locket. Sau đó, tùy vào tình hình diễn biến trận đấu mà Dream sẽ lựa chọn lên các món đồ để vào combat tốt hơn như Blink Dagger, Fox Staff, hay sẽ tiếp tục lên các món đồ để cover đồng đội như là Lotus Orb hay giày Guardian Grips. Ở vị trí support 4, anh em sẽ có hai sự lựa chọn giữa Rubik và Mirana để tham khảo. Với Mirana, cô nàng cưỡi hổ này đang tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình kể từ sau TI11 được Sneaking tin dùng bằng Sacred Arrow. Mirana hoàn toàn có thể đảm bảo một quá trình đi lên hòa cho offlane của mình khi last hit dễ dàng range creep. Ngoài ra, kỹ năng này còn giúp Mirana ăn được các creep lớn trong các cam medium trong rừng để đảm bảo lượng tài chính cũng như là kinh nghiệm cho bản thân. Trong meta hiện nay, khi các support có skill lockdown mạnh như là Lion hay Shaman đang không được phổ biến, Mirana hoàn toàn có thể áp đảo lane off của mình khi kết hợp các hit đánh tay với kỹ năng Starstorm cũng như Leap. Về Rubik, hero này đang tỏ ra quá hiệu quả khi các hero trong meta hiện nay đang có những kỹ năng đơn lẻ quá mạnh. Kỹ năng Spell Steal kết hợp với Passive Arcane Super Macy trở nên quá đáng sợ hơn bao giờ hết, giúp Rubik vừa có khả năng sử dụng kỹ năng từ khoảng cách xa, vừa tăng thêm Spell Amplification, khiến các kỹ năng Stun, Disable hoặc Nuke Dam trở nên imba hơn. Trong một meta khi đối thủ của Rubik thường gặp là Ricky, Lina, Mirana hay Primal Beast sẽ là một kịch bản đẹp cho hero này khi cướp được Sleeping Dark, Laguna Blade, Arrow hay Pulverize. Lúc đó, impact của Rubik trong combat sẽ là rất lớn, hoàn toàn có thể solo kill carry của team địch nếu họ chủ quan. Bên cạnh đó, Arcanim Shard của Rubik vẫn tỏ ra quá OP. Theo thống kê, 90% người chơi sẽ lựa chọn talent cộng 240 Telekinesis Land Distance ở level 20 để kết hợp cùng Shard. Một khi đạt level 20 cũng như có Arcanim Shard, kỹ năng Telekinesis trở thành một kỹ năng cho phép Rubik cứu các đồng đội của mình, đưa họ ra khỏi vị trí bất lợi trong combat, chẳng khác gì một chiếc Fox Staff phiên bản nâng cấp. Theo đánh giá của mình, ở phiên bản cập nhật Dota 2 lớn sắp tới, nhiều khả năng talent này của Rubik sẽ nhận về một vài chỉnh sửa cũng như nerf tới từ iFrog. Sau những thay đổi gần đây, Dead Prophet đang được các đội tuyển ở DPC 2023 tin dùng hơn bao giờ hết. Ở khu vực CIS, hero này sở hữu một tỷ lệ thắng đáng ngưỡng mộ lên tới 73,33% cùng 15 lượt pick. Ấn tượng hơn cả là Bad Boom, đội tuyển siêu sao top 1 khu vực CIS hiện nay đang chơi Dead Prophet cực tốt khi pick 5 lần và thắng cả năm. Sau khi rời EG, Nightfall tỏ ra càng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn ở vị trí offlane, cùng Toronto Tokyo dẫn dắt các đồng đội của mình là Pio, GPK và Sếp trong mùa giải DPC 2023 này. Trở lại với Dead Prophet, kỹ năng Spirit Siphon thường được các offlaner mắc sớm để gia tăng khả năng trụ lane của hero này. Hơn nữa, trong một meta chơi nhanh như là 7.32D, Ultimate Exorcism tỏ ra khá hữu dụng khi giúp DP sớm gây áp lực lên các tower của địch.
Hơn thế nữa, Dead Prophet còn sở hữu lối chơi khá đa dạng nên các team hoàn toàn có thể pick từ sớm. Hero này có thể theo đường tanker chống chịu với các món đồ như là giày Guardian Grips, Pipe of Insight hay Crimson Guard, những item đang trở lại kể từ khi item Red Pack bị nerf mạnh sau TI11. Với các item aura cho team kết hợp cùng Spirited Siphon, DP đang là một hero lý tưởng ở vị trí offlane khi kẻ địch sẽ chẳng thể phớt lờ hero này trong combat và cũng chẳng thể shutdown một cách nhanh gọn lẹ được. Với việc các carry hiện nay đang là những hero tay dài sở hữu khả năng gây ra lượng sát thương khủng, khoản gây sát thương không còn là vấn đề mà midlane cần ưu tiên hàng đầu nữa. Thay vào đó, vị trí midlane hiện nay đang yêu cầu những hero có độ cơ động cao, có khả năng tự xoay sở tốt với các matchup, cũng như có thể sớm phối hợp cùng 3 người đồng đội còn lại để tạo khoảng trống cho carry trong giai đoạn midgame. Với những tiêu chí đó, không quá ngạc nhiên khi Bad Rider trở thành một trong số các sự lựa chọn tốt nhất ở trong meta 7.32D hiện nay, khi hero này sở hữu một trong những kỹ năng disable xuyên BKB tốt nhất game, chính là Flaming Lasso. Một điểm đáng đồng tiền bát gạo nhất của Bad Rider chính là khoản đè lên cực mạnh, không cần phải nói thêm về độ OP của kỹ năng Sticky Napalm nữa. Sau bao lần bị nerf lên nerf xuống, kỹ năng Q này của Bad Rider vẫn tỏ ra quá khó chịu ở khoản slow đối phương, cũng như giảm turn rate khiến khả năng đi lên của Bad Rider vượt trội hơn rất nhiều so với các hero khác. Lựa chọn cho mình món đồ chính là Boot of Travel để lên đầu tiên. Bad Rider luôn sẵn sàng di chuyển toàn bản đồ, tham gia vào các cuộc ganh với các đồng đội, cũng như đẩy các lane đang có dấu hiệu bị ép. Black King 3 thường là item được đông đảo người chơi lựa chọn sau khi lên được Boot of Travel. Với món đồ này, nhiệm vụ của Bad Rider trở nên đơn giản hơn bao giờ hết trong các combat. Vẩy dầu Sticky Napalm để slow kẻ địch cũng như gây khó chịu, lựa chọn mục tiêu Ki và bật BKB để lao vào sử dụng Flaming Lasso. Sau khi cam nhỏ ở mid bị xóa đi khỏi game, Bad Rider cũng được đánh giá cao nhờ vào khả năng farm stack Ancient của mình bằng 10 stack dầu cùng một Smoke of Deceit. Không quá khó để Bad Rider stack và farm các stack Ancient ở thời điểm đầu game lúc carry chưa thể farm được để tối ưu lượng tài nguyên trong team. Xuất hiện ở vị trí cuối cùng, Kerry là hai cái tên tốn nhiều giấy mực nhất của giới Dota 2 trong những tuần vừa qua. Đầu tiên là cô nàng cháy bỏng Lina. Hero này đang làm chùm trong cả PUBG Rank cũng như các trận đấu Dota 2 Pro hiện nay. Thay vì chơi ở vị trí mid lane để sớm có kinh nghiệm max vào các kỹ năng núc sát thương phép của mình, Lina hiện nay đã được người chơi tìm ra cách chơi mới ở vị trí Kerry. Cụ thể, người chơi sẽ ưu tiên max sớm passive Fiery Soul, lấy một điểm Dragon Slave và một điểm Lightning Strike Array để duy trì hiệu ứng stack của Fiery Soul. Về item, người chơi sẽ lựa chọn Maelstrom và Boot of Travel để tối ưu khả năng farm cũng như độ cơ động của hero này trong thời điểm mid game. Ở late game, khi sở hữu các item Glyphnir và BKB, Lina trở thành một con quái vật sẵn sàng đứng bắn cương tay đôi với carry bên kia đối phương. Ở khu vực châu Âu, nơi được đánh giá là khu vực cực kỳ cạnh tranh với các đội tuyển như là OG, Nygma, Liquid hay Secret, Lina đang được các đội tuyển contest cực gắt khi có cho mình 7 lượt pick, cùng win rate lên tới 85,71%. Hiện tại, Lina đang là hero carry tốt thứ hai chỉ sau Nature Prophet ở khu vực EU. Hero từng được các anh em gọi với cái tên thân thuộc là Furion, đang được pick 10 lần cùng win rate đạt 60%. Về cách chơi thì Nature Prophet cũng có vài điểm tương đồng với Lina, cả hai đều là hero tay dài, đều sở hữu khả năng đi lane rất mạnh, cũng như có thể gây ra lượng sát thương vật lý lớn. Nhưng Nature Prophet lại sở hữu khả năng cơ động cực tốt với kỹ năng Teleportation của mình, cho phép hero này di chuyển toàn bản đồ cũng như dễ dàng tham gia vào tất cả các combat cùng đồng minh. Hơn nữa, thứ được nhiều pro player đánh giá cao ở Nature Prophet chính là ở talent level 20 của hero này, cho phép Sprout có khả năng giữ chân team địch, Lichess. Với Sprout Lichess, Nature Prophet có thể khóa vào các vị trí bay nhảy tốt như là Faceless Void, Puck hay Ember Spirit. Đặc biệt hơn, Sprout Lichess còn là một kỹ năng xuyên BKB nên Nature Prophet carry còn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Không phải lúc nào, các hero bên địch cũng có thể mang theo dìu farm Quelling Blade hay có đồng đội đi cùng để sử dụng Fox Staff hỗ trợ, nên việc đi đẩy lẻ, bắt lẻ của Nature Prophet càng trở nên dễ dàng hơn. Và đó là những hero mình đánh giá tốt nhất theo từng role trong bản cập nhật 7.32D hiện tại. Anh em thấy sao về đội hình trên? Liệu anh em có những cái tên khác để bổ sung vào danh sách trên hay không? Hãy cùng để lại bình luận phía dưới để chúng mình cùng biết nhé! Nếu đây là lần đầu tiên đến với GC Channel, đừng quên để lại một like, share, một subscribe để giúp chúng mình có thêm động lực làm ra các video chất lượng hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo về Dota 2 trên GC Channel nhé.